Kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức quốc tế mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, trước đây, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn phản đối việc bơm thêm tiền để hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Thậm chí ông từng tuyên bố sẽ không cho Ukraine thêm một xu nào nếu lên đắc cử Tổng thống Mỹ trong năm nay. Tuy nhiên mới đây, ông Trump đã bất ngờ đưa ra tuyên bố khác lạ trong bối cảnh Hạ viện Mỹ ấn định ngày đưa ra dự luật hỗ trợ ngân sách trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine ra bỏ phiếu. Hãng Reuters đưa tin, trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói, sự tồn vong của Ukraine là điều quan trọng đối với Mỹ. Trong phần lớn nội dung của thông điệp, ông Trump phàn nàn rằng các đồng minh châu Âu của Mỹ vẫn chưa hỗ trợ đầy đủ cho Ukraine. Theo Reuters, một số nghị sĩ có lập trường cứng rắn trong Đảng Cộng hòa giải thích, thông điệp là một tín hiệu cho thấy ông Trump phản đối ngân sách hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine, nhưng ông Trump không nói rõ về vấn đề này. Tuy vậy, đây dường như là lần đầu tiên ông Trump thừa nhận rằng sự tồn vong của Ukraine là điều quan trọng đối với lợi ích an ninh của Mỹ, Reuters nhấn mạnh. Tại sao châu Âu không thể cân bằng số tiền mà Mỹ đã chi ra để hỗ trợ một quốc gia đang cực kỳ tuyệt vọng? Ông Trump viết trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, ám chỉ Ukraine. Ông Trump viết, nhưng mọi người đều đồng tình, sự tồn vong và sức mạnh của Ukraine nên có ý nghĩa quan trọng đối với châu Âu hơn là với Mỹ, nhưng điều đó cũng quan trọng với Mỹ. Hãy tích cực lên nào châu Âu! Thông điệp được ông Trump đưa ra một ngày sau khi gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ở tòa tháp Trump, thành phố New York. Trong cuộc gặp này, ông Trump đã hết lời ca ngợi Ba Lan. Theo một số nguồn tin, ông Trump và ông Duda đã thảo luận về việc các nước thành viên NATO tăng ngân sách quốc phòng lên mức 3% GDP, chứ không phải 2% như mục tiêu hiện nay. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson gần đây thông báo Hạ viện sẽ bỏ phiếu về đề xuất hỗ trợ ngân sách trị giá 61 tỷ đô la cho Ukraine vào ngày 20 tháng 4 theo giờ Mỹ. Cả phe phản đối dự luật và phe ủng hộ dự luật trong Đảng Cộng Hòa đều ủng hộ ông Trump, nhưng không rõ cựu Tổng thống Mỹ có tán thành việc thông qua ngân sách hay không. Tuần trước, trong cuộc gặp ông Johnson ở dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida, ông Trump đã nói về khả năng biến khoản ngân sách hỗ trợ Ukraine thành khoản vay. Ông Trump phát biểu trong cuộc họp báo cùng Chủ tịch Hạ viện Mỹ rằng chúng tôi đang xem xét vấn đề đó. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa ra tuyên bố cứng rắn rằng nước này không có ý định ngừng bắn với Ukraine, ngay cả khi hai bên tiến hành đàm phán hòa bình. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga, ông Lavrov nhấn mạnh Moscow không tin tưởng giới lãnh đạo Kyiv. Đài RT dẫn lời lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga cho biết, chúng tôi đã tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng không giống như câu chuyện ở Istanbul, chúng tôi sẽ không tạm dừng giao tranh trong suốt các cuộc hòa đàm, quá trình này phải tiếp tục. Hai bên đã không đối thoại trực tiếp với nhau kể từ cuộc tiếp xúc ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3 năm 2022. Nga, nước ban đầu bày tỏ sự hài lòng với kết quả của cuộc thương lượng và rút lực lượng khỏi ngoại ô Kyiv như một cử chỉ thiện chí, sau đó đã cáo buộc Ukraine phá bỏ mọi tiến bộ đạt được ở Istanbul. Moscow cũng khẳng định đã mất niềm tin vào các nhà đàm phán của Kyiv. Ông Lavrov lưu ý, trở ngại lớn cho bất kỳ tiến trình hòa bình nào là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tự áp lệnh cấm đàm phán với chính quyền hiện tại ở Moscow. Ngoại trưởng Nga đang đề cập đến một sắc lệnh do ông Zelensky ký vào mùa thu năm 2022, cấm chính phủ của ông tiến hành bất kỳ cuộc thương lượng nào với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Theo ông Lavrov, tình hình thực địa đã thay đổi rất nhiều kể từ thời điểm diễn ra cuộc đối thoại ở Istanbul và những thực tế đó cần được tính đến. Quan chức này nêu rõ, ông không chỉ nói về tình hình ở tiền tuyến, nơi các lực lượng Nga gần đây đang đạt được nhiều bước tiến, mà còn về thực tế là 4 vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia đã sáp nhập vào Nga sau trưng cầu dân Ý vào tháng 10 năm 2022. Ông Lavrov cho hay, Moscow biết rõ việc Kyiv và các đồng minh phương Tây không hiểu vấn đề trên và thậm chí không sẵn sàng tìm kiếm bất kỳ thỏa hiệp giả định nào. Kể từ cuối năm 2022, ông Zelensky đã thúc đẩy kế hoạch hòa bình 10 điểm do Kyiv soạn thảo, trong đó yêu cầu Nga rút hết quân khỏi tất cả các vùng lãnh thổ Kyiv tuyên bố có chủ quyền, trả tiền bồi thường cũng như thành lập tòa án xét xử các sai phạm của lực lượng Moscow trong cuộc xung đột. Ngoại trưởng Nga Lavrov một lần nữa thẳng thừng bác bỏ kế hoạch trên, gọi đây là tối hậu thư, không đưa ra các giải pháp thay thế nào. Thưa quý vị, bước sang năm thứ ba trong cuộc xung đột với Nga, Ukraine đang ở trong tình thế khó khăn hơn bao giờ hết, không chỉ trên thực địa mà còn cả trên mặt trận ngoại giao. Giữa bối cảnh đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã có những tuyên bố nóng, chỉ trích gay gắt đồng minh phương Tây đang nhắm mắt làm ngơ trước tình cảnh của Ukraine. Theo các nguồn tin quân sự, các lực lượng Nga đã bắt đầu đạt được tiến bộ ổn định trong cuộc chiến ở Ukraine, trong khi Kyiv vẫn phải đối mặt với nguồn cung cấp đạn dược ngày càng cạn kiệt, khiến Tổng thống Zelensky rất thất vọng. Al Jazeera trích dẫn tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 11 tháng 4. Ukraine cần được viện trợ quân sự và hệ thống phòng không khẩn cấp trước các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine tỏ ra thất vọng khi chỉ trích các đồng minh của đất nước ông trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng này vẫn tham gia vào các cuộc đàm phán dài dòng với Nga và nhắm mắt làm ngơ trước tình cảnh khó khăn của Ukraine. Các quan chức Ukraine cùng ngày cho biết, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công vào 5 khu vực trên khắp Ukraine, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, phá hủy đáng kể cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này, bao gồm các trạm biến áp và cơ sở sản xuất điện. Theo ông Zelensky, Nga đã bắn hơn 40 tên lửa và khoảng 40 máy bay không người lái tấn công nhắm vào các mục tiêu, đặc biệt là vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine chỉ trong vòng một đêm. Ông nhấn mạnh rằng, các cuộc tấn công cho thấy năng lực phòng không quan trọng như thế nào đối với Ukraine để nước này có thể bảo vệ các thành phố, làng mạc khỏi các cuộc tấn công của Nga. Ông Zelensky khẳng định, tất cả các nước láng giềng châu Âu và các đối tác khác của chúng tôi đều nhận thấy nhu cầu cấp thiết của Ukraine là các hệ thống phòng không. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Bild của Đức, ông Zelensky thừa nhận Ukraine đã nỗ lực sản xuất nhiều UAV trong nước, nhưng vẫn không thể cung cấp đủ nhu cầu về các hệ thống khác, bao gồm hệ thống phòng không, tên lửa tầm xa và các loại pháo khác. Ở miền nam Odessa, Thống đốc Oleg Kiper thông tin các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã khiến 4 người thiệt mạng và làm nhiều người khác bị thương nặng. Ông Kiper cho biết lực lượng phòng không trong khu vực đã bắn hạ 7 máy bay không người lái tấn công do Iran thiết kế của quân đội Nga gần cơ sở hạ tầng năng lượng ở Odessa. Ở phía đông bắc Kharkov, Thống đốc Oleg Sinegubov cũng đã báo cáo về nhiều cuộc tấn công trên khắp Kharkov, bao gồm một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái làm một người bị thương. Ông Sinegubov cho biết, một tên lửa bắn từ hệ thống S-300 của Nga đã nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực. Tổng cộng hơn 10 tên lửa được bắn từ Nga đã nhắm vào Kharkov, khiến hơn 200.000 người chịu cảnh mất điện. Kharkov vốn chỉ cách biên giới với Nga 30 km, thường xuyên bị bắn phá kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022. Theo chính quyền địa phương, các cuộc tấn công của Nga nhắm vào thủ đô Kyiv, Zaporizhia và Lvov cũng nhằm vào cơ sở hạ tầng nhưng không gây thương vong. Trong chuyến thăm Litva để tham gia một hội nghị thượng đỉnh an ninh khu vực, ông Zelensky cáo buộc rằng Nga là một mối đe dọa không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với mọi quốc gia giáp ranh với Nga. Trong khi đó, tướng Ukraine Yuri Sodon, tư lệnh lực lượng liên hợp thuộc lực lượng vũ trang Ukraine cảnh báo rằng lực lượng Nga đông hơn quân đội Ukraine từ 7 đến 10 lần ở các khu vực phía đông. Ông Sodon thừa nhận, chúng tôi đang thiếu nhân lực. Tướng hàng đầu của lực lượng Mỹ ở châu Âu, Christopher Cavoli, cũng cảnh báo Quốc hội Mỹ rằng Nga sẽ áp đảo Ukraine với tỷ lệ 11, tức là Nga sẽ bắn số đạn pháo vào Ukraine nhiều gấp 10 lần số lần Ukraine bắn trả trong vòng vài tuần tới nếu Washington không sớm gửi thêm đạn dược và vũ khí cho Kyiv. Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây đã tiếp tục kêu gọi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu ngay lập tức về dự luật viện trợ Ukraine trị giá 60 tỷ đô la, vốn đã bị kẹt tại Hạ viện từ lâu sau khi được Thượng viện thông qua. Theo báo Mỹ Business Insider đưa tin, phát biểu tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện trong phiên điều trần ngày 10 tháng 4, tướng lục quân Mỹ Christopher Cavoli hiện đang là tư lệnh Bộ Chỉ huy các chiến dịch đồng minh của NATO tại trụ sở tối cao lực lượng đồng minh châu Âu, đánh giá quân đội Nga hiện nay đã lớn hơn 15% so với thời điểm trước khi họ tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trong phiên điều trần, tướng Cavoli cho biết quân số gia tăng xuất phát từ động thái Nga tăng tuổi nhập ngũ từ 27 lên 30. Theo tướng Cavoli, việc tăng giới hạn độ tuổi nhập ngũ đồng nghĩa với khả năng Nga có thể có thêm 2 triệu lính nghĩa vụ trong những năm tới. Vị tướng lục quân Mỹ kết luận, Nga đang trên đường sở hữu quân đội lớn nhất trên lục địa Á-Âu, đồng thời thừa nhận quân đội Nga đã phát triển mạnh hơn dù chịu nhiều tổn thất khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tướng Cavoli không phải là quan chức Mỹ đầu tiên nhấn mạnh mối đe dọa đang lên từ một nước Nga với quy mô quân sự được mở rộng. Tuần trước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell cho biết Nga đã gần như khôi phục hoàn toàn quân đội sau khi hứng chịu tổn thất ở Ukraine. Tại cuộc đối thoại do Trung tâm An ninh Mỹ mới, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington, tổ chức ngày 3 tháng 4, phát biểu trước những người tham dự, Thứ trưởng Campbell nói, năng lực mới của Nga đặt ra thách thức lâu dài hơn đối với sự ổn định ở châu Âu và đe dọa các đồng minh NATO. Không chỉ thừa nhận sự tăng trưởng vượt bậc của Nga trong việc huy động số lượng lớn binh sĩ tham chiến, cũng trong ngày 10 tháng 4, tướng Cavoli cảnh báo Ukraine có thể thua trong cuộc xung đột với Nga nếu Washington không gửi thêm đạn dược cho các lực lượng của Kyiv nhanh chóng. Ông Cavoli cho biết các đối tác của Ukraine đã cung cấp nhiều trang thiết bị và vũ khí cần thiết để Kyiv chiến đấu với các lực lượng quân sự của Moscow có quy mô lớn hơn. Tuy nhiên, Mỹ đang là đồng minh cung cấp chính cho Ukraine, hai loại đạn dược quan trọng nhất hiện đang thiếu thốn về nguồn cung, đó là đạn pháo và tên lửa phòng không. Trước tình hình đó, tướng Cavoli cảnh báo nếu Mỹ không tiếp tục hỗ trợ Ukraine, nước này sẽ cạn kiệt đạn pháo và tên lửa phòng không. Đồng thời, người đứng đầu Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ cũng khẳng định nếu một bên có thể bắn và bên còn lại không thể bắn trả, thì bên đó sẽ thua. Được biết, tướng Cavoli, một chuyên gia về Nga trong quân đội Mỹ, hiếm khi phát biểu công khai. Những bình luận của ông được đưa ra khi ông xuất hiện trước Quốc hội để trình bày yêu cầu và ưu tiên về ngân sách của Bộ Tư lệnh, là một đánh giá nghiêm túc về tác động của việc Mỹ trì hoãn gửi cho Ukraine gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la mà các thành viên Đảng Cộng hòa đã trì hoãn trong 6 tháng. Trong thời điểm hiện tại, các lực lượng của Ukraine đang phải xoay vòng đạn pháo bởi họ không có nguồn cung đáng tin cậy từ phương Tây. Điều đó cho phép Nga áp đảo Ukraine về hỏa lực với tỷ lệ 5-1. Tướng Cavoli dự đoán, nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ, con số này ngay lập tức tăng lên 11 trong vài tuần nữa. Trong khi đó, khả năng của Ukraine nhằm bảo vệ các vùng lãnh thổ mà Kyiv hiện đang kiểm soát và không phận sẽ suy giảm nhanh chóng. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin thời sự hàng ngày trên kênh tin tức chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp phản hồi của quý vị hãy để lại dưới bình luận của video. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn đăng ký và bật thông báo trên kênh. Chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành cùng quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.